Chào mừng các em đến với tiết học ngày hôm nay, tiết 93, 94. Như cô đã nói, phân phối chương trình có sự thay đổi do tình hình chúng ta nghỉ trong mùa dịch này. Cho nên, ở bài này, cô sẽ hướng dẫn các em cả ba cái kiểu câu, đó là câu cảm thán, câu trần thuật và câu phủ định. Như vậy, nội dung của bài học hôm nay chủ yếu cô sẽ hướng dẫn các em nắm chắc về đặc điểm hình thức và chức năng của ba kiểu câu cảm thán, trần thuật và phủ định. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, câu cảm thán. Các em đọc cho cô sách giáo khoa trang 43. Chúng ta tìm hiểu A lớn câu cảm thán. Phần 1 lớn đặc điểm hình thức và chức năng. Các em chú ý cho cô. Ví dụ sách giáo khoa trang 43. Đọc những đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. A. Hỡi ơi lão Hạc, thì ra đến lúc cùng lão cũng có thể làm liều như ai hết. Một người như thế ấy, một người đã khóc vì trót lừa một con chó, một người nhịn ăn để tiền lại làm ma, bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm láng giềng. Con người đáng kính ấy, bây giờ cũng theo gót binh tư để có ăn ư. Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn. Nam Cao, lão Hạc. B. Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối, ta say mồi đứng uống ánh trăng tan. Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn, ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới. Đâu những bình minh cây xanh nắng gọi, tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng. Đâu những chiều lên láng máu sao rừng, ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt, để ta chiếm lấy riêng phần bí mật. Than ôi, thời oanh liệt, nay còn đâu? Thế lữ, nhớ rừng. Như vậy thì qua hai cái ví dụ trên, các em sẽ làm rõ một số cái câu hỏi ở đây. Thứ nhất, trong đoạn trích trên, câu nào là câu cảm thán? Đặc điểm hình thức nào cho biết đó là câu cảm thán? Câu cảm thán dùng để làm gì? Khi viết đơn, biên bản, hợp đồng hay trình bày kết quả giải một bài toán có thể dùng câu cảm thán được không? Vì sao? Vậy thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta trả lời đây. Để trả lời được thì các em quan sát lại một lần nữa hai cái ví dụ mà cô mới vừa đọc với các em. Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên. Trong những đoạn trích trên, câu nào là câu cảm thán? Thì kiến thức về câu cảm thán các em cũng đã được học ở tiểu học rồi. Em đã nắm sơ về cái đặc điểm của câu cảm thán rồi. Vậy chúng ta sẽ nhận diện câu cảm thán trong đoạn A, đó là hỡi ơi lão Hạc. Trong đoạn B, đó là câu than ôi. Các em lưu ý cho cô, đây là hai câu cảm thán mà chúng ta tìm được trong hai ví dụ này. Đặc điểm hình thức nào cho biết đó là câu cảm thán? Giờ các em chú ý cho cô, chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm hình thức. Thì đặc điểm hình thức thì thứ nhất đó là các em lưu ý là cuối câu nó có dấu chấm than ở cả hai câu các em thấy. Và nó thường dùng trong ngôn ngữ nói hàng ngày hay trong văn chương. Và một cái đặc điểm hình thức nữa, thì các em lưu ý cho cô, ở hai cái câu này là nó có chứa từ ngữ cảm thán các em. Ở câu đầu đó là từ hỡi ơi nha. Ở câu thứ hai đó là từ than ôi. Ngoài ra nó còn có từ biết bao nha. Thì đây là cô gọi là những từ ngữ cảm thán. Ngoài ra hai cái câu này thì các em thấy là người viết đã trực tiếp bộc lộ cái tình cảm nha, bộc lộ trực tiếp cảm xúc tình cảm của người nói ở đây. Thì đó là những cái đặc điểm hình thức của hai cái câu cảm thán mà mình mới vừa tìm được. Như vậy thì mình sẽ tiếp tục mình trả lời câu hỏi. Câu cảm thán dùng để làm gì? Đây là chúng ta đã trả lời xong cái đặc điểm hình thức thứ nhất nè các em. Đó là có những từ ngữ cảm thán như là ôi, than ôi, hỡi ơi, chao ơi, xiết bao, biết chừng nào, vân vân. Ngoài ra còn rất là nhiều từ ngữ cảm thán khác nữa. Các em lưu ý cho cô, đó là khi viết cuối câu thường kết thúc bằng dấu chấm than. Đó là mình đã vừa tìm hiểu qua đặc điểm hình thức của câu cảm thán. Bây giờ về đặc điểm chức năng. Như nãy mình nói đó các em,
là dùng để bộc lộ cảm xúc trực tiếp của người nói, dùng trong ngôn ngữ nói hàng ngày hay là trong ngôn ngữ văn chương. Thì khi viết đơn, biên bản hợp đồng hay trình bày kết quả một bài toán thì có thể dùng câu cảm thán hay không? Vì sao? Thì thường cô nói thêm cái đơn, cái biên bản, cái hợp đồng thì đây là cái văn bản hành chính, cho nên đòi hỏi là cái tính chất chính xác, trang trọng của nó. Cho nên trong cái đơn, trong cái biên bản, trong hợp đồng đó hay là trình bày kết quả một bài toán thì chúng ta không được dùng câu cảm thán nữa các. Bởi vì câu cảm thán chủ yếu là nó bộc lộ tình cảm, cảm xúc nhiều hơn. Vậy để nắm rõ về câu cảm thán, cô sẽ cho các em cái bài tập nhanh. Các em xác định câu cảm thán trong các câu sau, giải thích tại sao. Các em lưu ý nha. Các em làm được cái bài tập này thì chứng tỏ rằng các em đã hiểu được cái đặc điểm hình thức và chức năng của câu cảm thán trên. Ở đây cô có 6 câu. Cô lần lượt cô đọc lại 6 câu cho các em quan sát nha. 1. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu. 2. Chao ôi, bông hoa này đẹp quá. 3. Lúc biết tin thi đỗ, chúng tôi đã vui sướng vô cùng. 4. Chao ôi, sao lại bán cả nhà để cờ bạc thế này. 5. Biết bao người lính đã xả thân cho tổ quốc. 6. Vinh quang biết bao là những người lính xả thân cho tổ quốc. Hay như vậy, để làm được cái bài tập nhanh này thì chúng ta nhớ lại coi đặc điểm hình thức và chức năng của câu cảm thán. Là nó phải có từ cảm thán, cuối câu nó phải có dấu chấm than, rồi nó còn bộc lộ tình cảm, cảm xúc một cách trực tiếp. Cho chúng ta xem coi, vậy thì những câu nào là câu cảm thán? Chúng ta sẽ lần lượt chúng ta tìm nhé các em. Thứ nhất, đó là câu than ôi, chúng ta thấy nha. Thứ hai là câu chao ôi, bông hoa này đẹp quá. Đó là những từ cảm thán nè các em. Và các em thấy là cuối câu nó cũng có dấu chấm than nha. Câu tiếp theo là câu số 5. Biết bao người lính đã xả thân cho tổ quốc. Các em thấy đó, từ biết bao cũng là từ cảm thán nè, dấu chấm than, kết thúc bằng dấu chấm than. Câu tiếp theo, vinh quang biết bao là những người lính xả thân cho tổ quốc. Các em thấy cũng có từ cảm thán là từ biết bao, rồi cuối câu nó cũng có dấu chấm than nha. Còn nữa không, mình tìm coi còn câu nào câu cảm thán nữa không nha. Đó là câu 4. Chao ôi, sao lại bán cả nhà để cờ bạc thế này. Chúng thấy có từ chao ôi là từ cảm thán nè các em, và dấu chấm hỏi. Như vậy thì chúng ta xem ở đây, nó có những câu nó có hình thức là câu nghi vấn, nhưng mà các em thấy là cái lệnh chủ yếu chỗ này là nó có từ cảm thán, nhưng mà hình thức của nó không có kết thúc bằng dấu chấm than, nhưng mà nó lại kết thúc bằng dấu chấm hỏi. Nhưng mà cái mục đích của nó cũng là chủ yếu là bộc lộ tình cảm, cảm xúc, thì chúng ta vẫn xem nó là câu cảm thán nha các em. Cho nên ở chỗ này các em lưu ý cho cô thêm một chỗ, ngoài cái kết thúc bằng dấu chấm than thì câu cảm thán nó cũng có thể kết thúc bằng dấu chấm hỏi nha các em. Và kèm thêm một số lý nữa cho cô. Nếu không có từ cảm thán và không trực tiếp bộc lộ tình cảm, cảm xúc thì không phải là câu cảm thán nha các em, dù nó có nói đến cảm xúc của con người. Như vậy các em chú ý cho cô, thứ nhất nó không có đặc điểm hình thức, đó là nó không có từ cảm thán, và về chức năng không bộc lộ tình cảm, cảm xúc thì chúng ta không xem nó là câu cảm thán. Đó là cái lưu ý thứ hai. Lưu ý tiếp theo các em lưu ý cho cô, những từ ngữ cảm thán như ôi, than ôi, trời ơi thì nó có thể tự tạo thành một câu đặc biệt hoặc trở thành một bộ phận biệt lập trong câu. Thường nó đứng ở đầu câu, ví dụ cái than ôi nè các em, nó tách ra luôn mà nó thành một câu đặc biệt luôn các em. Thì nó vừa là từ ngữ cảm thán mà nó vừa là câu luôn, các em lưu ý nha. Rồi cho em lưu ý một lưu ý nữa cho cô, những từ cảm thán thay biết bao, xiết bao có thể đứng trước hoặc đứng sau những từ mà nó bổ nghĩa để tạo thành câu cảm thán. Đây, biết bao đứng trước cái từ người lính nha các em, hoặc là biết bao đứng sau cái từ vinh quang. Như vậy thì rõ ràng các em thấy cái vị trí của nó để các em xác định được ha. Thì với cái bài tập nhanh này, cô tin rằng thì các em đã phân biệt được một cách rất là rõ ràng về câu cảm thán, cũng như là xác định được đặc điểm hình thức và chức năng của câu cảm thán mà mình mới vừa tìm hiểu.
sang câu tiếp theo. B. Câu trần thuật. Các em đọc cho cô sách giáo khoa trang 45. Tương tự chúng ta, phần 1 lớn chúng ta cũng tìm hiểu về đặc điểm hình thức và chức năng của câu trần thuật. Các em lưu ý cho cô, ví dụ sách giáo khoa 45-46. Đọc các đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. A. Lịch sử ta có nhiều cuộc kháng chiến vĩ đại, chứng tỏ tinh thần yêu nước của dân ta. Chúng ta có quyền tự hào về những trang lịch sử vẻ vang, thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung. Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các dân tộc ấy là tiêu biểu cho một dân tộc anh hùng. Hồ Chí Minh, tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Đây là tác phẩm chúng ta đã học ở lớp 7. B. Thốt nhiên, một người nhà quê, mình mẩy lấm láp, quần áo ướt đầm, tất tả, chạy xông vào, thở không ra lời. Bẩm, quan lớn, đê vỡ mất rồi. Đây là trích trong tác phẩm Sống chết mặt bay của tác giả Phạm Duy Tuấn, thì chúng ta cũng đã được học ở lớp 7 các em. Bây giờ người ta hỏi nè, những câu nào trong các đoạn trích trên không có đặc điểm hình thức của câu nghi vấn, câu cầu khiến hoặc câu cảm thán? Em lưu ý nó có đến 4 ví dụ lần, nhưng mà chúng ta tìm hiểu trước hai cái ví dụ này. Lát chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ví dụ C và D nha các em. Thì chúng ta sẽ trả lời cái câu hỏi này. Lưu ý nha, cô sẽ hướng dẫn các em một số cái câu trả lời. Các câu trong đoạn A và B đều không có đặc điểm hình thức của câu nghi vấn, câu cầu khiến và câu cảm thán nha các em. Nó không có đặc điểm hình thức, các em nhớ lại từng cái chỗ này, các em nhớ lại nha. Đặc điểm của hình thức của câu nghi vấn, câu cầu khiến và câu cảm thán, chúng ta mới học câu nghi vấn thì nó phải có từ nghi vấn và nó kết thúc bằng dấu chấm hỏi. Còn câu cầu khiến thì nó phải có từ cầu khiến, nó kết thúc bằng dấu chấm than hoặc là dấu chấm. Còn câu cảm thán thì nó phải có từ cảm thán, nó có thể kết thúc bằng dấu chấm than hoặc dấu chấm hỏi. Như vậy thì các em thấy là ở ba các cái câu trong ví dụ A và trong ví dụ B này, nó đều không có đặc điểm hình thức của câu nghi vấn nha các em. Rồi chúng ta sang ví dụ C và D. C. Cai Tứ là một người đàn ông thấp và gầy, tuổi độ 45-50, mặt lão vuông nhưng hai má hóp lại. Lan Khai trong tác phẩm Lầm Than. D. Ôi Tàu Khê, nước Tàu Khê làm đá mòn đấy, nhưng dòng nước Tàu Khê không bao giờ cạn, chính là lòng chung thủy của ta. Trích trong tác phẩm Một Tuổi Thơ Văn của tác giả Nguyên Hồng. Thì cũng tương tự như câu hỏi hồi nãy, là người ta hỏi các em trong hai cái đoạn trích này, những câu nào không có đặc điểm hình thức của câu nghi vấn, câu cầu khiến hoặc là câu cảm thán. Để chúng ta xem coi câu nào các em. Như vậy thì các em thấy chỉ có câu Ôi Tàu Khê là nó có đặc điểm hình thức của câu cảm thán thôi các em. Nó có từ cảm thán là từ ôi nè, nó kết thúc bằng dấu chấm than nè. Như vậy cái câu này chúng ta có thể gọi nó là câu cảm thán, bởi vì nó có đặc điểm hình thức của câu cảm thán. Ngoài ra các câu còn lại ở ví dụ C và ví dụ D, các em thấy nó đều không có đặc điểm hình thức của câu nghi vấn, câu cầu khiến và câu cảm thán. Vậy các em thấy rất là rõ rồi ha. Cô tách ra cho các em hai cái ví dụ để các em dễ quan sát. Bây giờ chúng ta tiếp tục, chúng ta trả lời câu hỏi còn lại. Ngoài hai câu hỏi trên thì ví dụ này nó còn có câu hỏi đó là những câu này dùng để làm gì? Như vậy những cái câu mà nãy mình nói đó các em, những câu mà mình đã khẳng định rằng là nó không có đặc điểm hình thức của câu nghi vấn, câu cầu khiến và câu cảm thán. Bây giờ người ta hỏi mình chứ những câu đó nó dùng để làm gì? Chúng ta sẽ khẳng định đặc điểm hình thức như nãy mình nói nè. Như vậy thì đến thời điểm này chúng ta đã nắm được đặc điểm hình thức của câu nghi vấn, cái câu trần thuật, cô xin lỗi. Đó là những câu nó không có đặc điểm hình thức của câu nghi vấn, câu cầu khiến và câu cảm thán nha. Các em nắm chắc cho cô đặc điểm hình thức trước tiên. Câu trần thuật là những câu không có đặc điểm hình thức của câu nghi vấn, cầu khiến và cảm thán.
cái kiểu câu này thì các em thấy nó có rất là nhiều chức năng, phải không các em? Kể nè, nhận, tả nè, thông báo nè, rồi là bộc lộ tình cảm, cảm xúc cho các em thấy. Như vậy thì chúng ta đến đây, chúng ta đã được cái đặc điểm chức năng của câu trần thuật các em. Nó dùng để kể nè, thông báo nè, nhận định nè, miêu tả nè. Ngoài ra, nó còn có thể dùng để yêu cầu, đề nghị hay là bộc lộ tình cảm, cảm xúc. Như vậy thì do là nó câu trần thuật như nãy mình nói ở trên đó, do là nó không có đặc điểm hình thức của câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán, vậy thì cái dấu hiệu nào mà mình nhận biết nó? Vậy các em, các em thấy là nó thường kết thúc bằng dấu chấm. Nhưng đôi khi trong một số hoàn cảnh, nó có thể kết thúc bằng dấu chấm than hoặc dấu chấm lửng. Dấu chấm lửng tức là dấu ba chấm đó các em. Nha, như vậy các em lưu ý cho cô. Đây là cái dấu hiệu để mà mình phân biệt về hình thức, để mà mình phân biệt đâu là câu trần thuật nha các em. Các em lưu ý cho cô. Đó là dấu chấm than hoặc là dấu chấm lửng. Như vậy thì các em thấy đến thời điểm này thì chúng ta đã học qua các cái kiểu câu nè. Câu cầu khiến nè, câu nghi vấn nè, câu cảm thán nè, nãy mình mới vừa học. Bây giờ đến câu trần thuật thì các em thấy là câu trần thuật là cái kiểu câu cơ bản và được dùng phổ biến nhất trong giao tiếp hay là trong văn chương, trong văn học. Thì cái kiểu câu trần thuật này chúng ta sẽ được thấy nó sử dụng nhiều nhất và phổ biến nhất nha các em. Các em lấy cho cô cái đặc điểm này của câu trần thuật nha. Thì cô vừa hướng dẫn các em nắm chắc về đặc điểm hình thức và chức năng của câu trần thuật. Như vậy thì các em về thời gian rảnh rỗi thì các em sẽ làm cái phần bài tập trong sách. Chúng ta sang C, câu phủ định. Các em lật cho cô sách giáo khoa. Trang 52 nha các em. Lật sách giáo khoa trang 52. Chúng ta sẽ tìm hiểu đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định. Ở đây, chúng ta quan sát ví dụ 1. Ví dụ 1 cô có 4 câu. A. Nam đi Huế. B. Nam không đi Huế. C. Nam chưa đi Huế. D. Nam chẳng đi Huế. Bây giờ trong ví dụ 1 này, các em hãy trả lời cho cô. Đó là các câu B, C, D có đặc điểm hình thức gì khác so với câu A? Những câu này có gì khác với câu A về chức năng? Như vậy thì chúng ta sẽ lượt chúng ta trả lời câu hỏi. Trước tiên các em thấy về hình thức, ba câu B, C và D nó khác với câu A. Đó là nó có thêm từ không, từ chưa và từ chẳng. Như vậy các em thấy hình thức là nó khác ở chỗ đó. Như vậy là về hình thức, nó có thêm các từ không, chưa và chẳng. Thì cô khẳng định đây là các cái từ phủ định, hay là người ta nói đó là từ mang ý nghĩa phủ định, hay nói là từ phủ định là một đó các em. Bây giờ về chức năng. Câu A nè, Nam đi Huế thì dùng để khẳng định một cái sự việc là Nam đi Huế. Câu B, Nam không đi Huế. Câu C, Nam chưa đi Huế. Câu D là Nam chẳng đi Huế. Vậy các em thấy ba câu B, C, D này dùng để phủ định cái sự việc. Ý nói cái sự việc mà Nam đi Huế đó nó không diễn ra nha các em. Nó không diễn ra hoặc là nó chưa diễn ra, nó không được diễn ra nha. Vậy thì rõ ràng các em thấy cái chức năng của ba câu này nó sẽ khác với chức năng của câu A. Như vậy thì nhìn vào đây các em thấy nó có từ phủ định, từ không, từ chưa, từ chẳng. Và với cái sự xuất hiện của từ phủ định đó thì chức năng của nó cũng hoàn toàn khác nha. Giờ chúng ta sang ví dụ trang 52. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi. Thầy sờ vôi bảo, tưởng con vôi như thế nào, hóa ra nó xun xun như con đĩa. Thầy sờ ngà bảo, không phải, nó trần trẩn như cái đòn càng. Thầy sờ tai bảo, đâu có, nó bè bè như cái quạt thóc. Đây là trích trong cái tác phẩm Thầy bói xem vôi
mà các em đã được học ở lớp 6. Ha, các em nhớ lại đây là một cái chuyện ngụ ngôn nha các em. Ha. À, bây giờ thì người ta hỏi các em, trong đoạn trích trên, những câu nào có từ ngữ phủ định? À, chúng ta sẽ giải quyết câu hỏi này trước. À, những câu có từ ngữ phủ định đó là câu không phải, nó chần chẩn như cái đồng càng, và câu đâu có. Các em lý cho cô có hai câu nha. À, rồi người ta hỏi tiếp các em, mấy ông thầy bói xem voi dùng những câu có từ ngữ phủ định để làm gì? À, vậy thì chúng ta xem coi. Bây giờ nè, ông thầy thứ nhất ổng nói rằng tưởng con voi thế nào hóa ra nó sun sun như con đĩa. Thì ông thầy thứ hai, ông thầy sờ ngà, ổng nói không phải, tức là ổng đang làm cái nhiệm vụ gì vậy các em? À, ổng phản bác lại ý kiến của ông thầy sờ voi. À, ổng cho rằng không phải như vậy. À, đến ông thầy sờ tay thì ổng cũng lại như thế nào các em? Đâu có. Tức là ổng lại tiếp tục, ổng phản bác ý kiến của cả ông thầy sờ ngà và ông thầy sờ voi, để ổng khẳng định rằng con voi nó bè bè như cái quạt thóc. À, như vậy thì các em thấy rõ ràng. À, cô khái quát lại ví dụ 2 cho các em ở đây. Các em thấy các câu có từ phủ định ha. À, đó là những cái, đó là trong cái câu nói của ông thầy sờ voi và ông thầy sờ tai, thì đó là những từ không phải, đâu có. À, như vậy thì cái câu đầu tiên là nó phản bác lại ý kiến. À, và câu thứ hai là nó phản bác lại một nhận định đó các em, tức là nó phản bác lại. Thì qua đây chúng ta rút ra cho cô được cái đặc điểm về chức năng của câu phủ định, là nó dùng để bác bỏ một ý kiến, một nhận định của người đối thoại nha. Phản bác lại một ý kiến hoặc là một nhận định đối thoại. Như vậy cô khái quát lại cho các em qua hai cái ví dụ ở sách giáo khoa trang 52. Cô khái quát lại cho các em về đặc điểm hình thức và chức năng của câu phủ định. À, thứ nhất đó là nó dùng để phủ định về chức năng đó các em. Nó dùng để phủ định một sự việc, một sự vật, một tính chất, một quan hệ nào đó. Thì chúng ta có câu phủ định miêu tả. Thứ hai, nó dùng để bác bỏ một ý kiến hoặc là một nhận định của người đối thoại. Thì chúng ta có câu phủ định bác bỏ. À, như vậy về phân loại câu phủ định, các em lưu ý cho cô, chúng ta có hai loại câu phủ định. Đó là câu phủ định miêu tả và câu phủ định bác bỏ. Cô nói lại một lần nữa nha các em. Cái câu phủ định mà dùng để phủ định một sự việc, một tính chất, một quan hệ, tức là nó, cái sự việc đó, cái quan hệ đó nó không xảy ra, như ví dụ 1 chúng ta tìm hiểu, thì chúng ta gọi đây là những câu phủ định miêu tả. Còn ở ví dụ 2, nó dùng để phản bác hoặc là một ý kiến hoặc là một nhận định, thì chúng ta gọi là câu phủ định bác bỏ. Như vậy đây, ví dụ 2 thì chúng ta có hai câu phủ định bác bỏ. Em lý cho cô nha. Rồi rút ra. Và đến thời điểm này thì chúng ta rút ra được cái đặc điểm hình thức của và chức năng chung của câu phủ định đấy các em. Về hình thức, nó sẽ có những từ phủ định không, chưa, chẳng, chả, chưa, đâu, đâu có, không có, ha, vân vân, có rất nhiều từ. À, về chức năng, nó dùng để thông báo xác nhận không có một cái sự vật, một cái tính chất, một cái quan hệ nào đó, hay là phản bác một ý kiến, một nhận định. Tương ứng với nó là chúng ta có hai cái kiểu câu phủ định, đó là câu phủ định miêu tả và câu phủ định bác bỏ. Vậy thì các em lưu ý nha. Đến thời điểm này thì chúng ta đã tìm hiểu qua rất nhiều cái kiểu câu nha. Như vậy thì các em thấy cô sẽ cho một câu và các em xác định coi đâu là, em hãy cho biết câu sau đây là câu phủ định miêu tả hay phủ định bác bỏ các em. Bởi mà là xem mới nói là câu phủ định miêu tả hay là câu phủ định bác bỏ, mà phải đặt nó trong một cái ngữ cảnh các em, tức là chúng ta đặt ra trong đây là có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, A, Thu có giỏi hỏi bạn là Thu có giỏi toán không? B, trả lời là bạn ấy không giỏi toán. Như vậy thì các em thấy đây là gì? Trả lời một cái câu hỏi, tức là khẳng định là không có cái sự việc mà Thu giỏi toán, như tương ứng giữa cái ví dụ 1. Em thấy đây chúng ta có từ phủ định, đó là từ không nha. Tương ứng như ví dụ 1 tức là cho rằng là không có cái việc mà Thu giỏi toán.
Nhưng mà nếu chúng ta đặt trong cái trường hợp 2 thì nó lại khác. A. Thu rất giỏi toán. B. Bạn ấy không giỏi toán. Như vậy thì rõ ràng ở đây các em thấy cái bạn B này đã phản bác lại ý kiến của bạn A nha các em. Như vậy, tương ứng như vậy, tương ứng với hai trường hợp thì chúng ta sẽ có được hai cái câu phủ định nha các em. À, trường hợp 1 là chúng ta sẽ có được câu phủ định miêu tả. Trường hợp 2 là chúng ta sẽ có được câu phủ định bác bỏ. Như vậy cái đến thời điểm này của cho các em cái bài tập này để giống như là một bài tập nhanh để các em nhận diện một cách rõ ràng hơn về hai cái kiểu câu phủ định miêu tả và phủ định bác bỏ nha các em. À, rất là rõ ràng rồi. À, ta cần như vậy để coi chúng ta xem nó là câu phủ định gì, câu phủ định miêu tả hay là câu phủ định bác bỏ thì chúng ta phải đặt nó trong một cái tình huống sao tiếp cụ thể như cô đã nói. À, thì đến thời điểm này cô khái quát lại cho các em về cái câu phủ định. Về hình thức đó, thì nó phải chứa từ phủ định như không, chưa, chẳng, không phải, đâu có. Về nội dung, tức là về chức năng của nó đó các em. Nó thông báo phủ định một cái sự vật, một cái sự việc, tính chất, quan hệ nào đó. Thì chúng ta có câu phủ định đó là câu phủ định miêu tả. Nó bác bỏ là một ý kiến hoặc là một nhận định nào đó. Thì chúng ta có câu phủ định đó là câu phủ định bác bỏ. À, các em thấy lưu ý cho cô. Đó là tương ứng với nó, chúng ta có hai kiểu câu phủ định nha. Rồi, ở ngoài ra đây cô có một cái lưu ý cho các em nữa. Trong thực tế khi nói và viết, chúng ta lưu ý cho cô, hai lần phủ định là nhấn mạnh ý khẳng định, các em lưu ý cho cô nha. Hai lần phủ định là nhấn mạnh ý khẳng định, ví dụ thường ta nói là không cộng với không sẽ thành có, như vậy đó các em. Nha. Ví dụ như mình nói là bạn ấy không phải là không đến trễ. Như vậy bạn ấy có đến trễ không? À, tức là có đó. Hai lần phủ định là nhấn mạnh ý khẳng định là như vậy đó các em. Rồi ngoài ra chúng ta cần có một cái lưu ý nữa. Câu nghi vấn, câu cảm thán thì cũng có thể mang ý phủ định. Như vậy thì tùy cái trường hợp các em. À, khi chúng ta tiếp xúc nhiều, chúng ta gặp những cái hoàn cảnh thì chúng ta sẽ thấy có những cái trường hợp này xảy ra nha. Các em lưu ý, cô vừa khái quát lại cho em rất là rõ ràng cụ thể về cái câu phủ định. Đến thời điểm này chúng ta đã học qua 4 cái kiểu câu các em. Rất là nhiều cái kiểu câu, 5 kiểu câu chứ cô nói lộn, 5 kiểu câu các em. Đó là câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán, câu trần thuật và câu phủ định. Như vậy thì theo cái yêu cầu thì dù là học online thì chúng ta cũng phải kiểm tra các em, kiểm tra gọi là kiểm tra thường xuyên. Nó bao gồm kiểm tra miệng và kiểm tra 15 phút. Như vậy thì trước tiên về cái hình thức kiểm tra 15 phút thì đây cô sẽ cho các em một cái đề kiểm tra chung nha. Thì ở đây cô sẽ có hai câu. Câu 1, em kẻ cái bảng, các em phân biệt cho cô đặc điểm hình thức và chức năng của các kiểu câu nghi vấn, cầu khiến và cảm thán. Câu này các em sẽ có 6 điểm. Nha, em kẻ một cái bảng các em phân biệt cho cô, tức là về hình thức nó khác nhau ở chỗ nào, còn về chức năng nó khác nhau ở chỗ nào. À, câu 2, các em đặt câu cho cô theo yêu cầu, mỗi câu các em sẽ được 1 điểm. A, câu cảm thán bộc lộ cảm xúc trước tình cảm của người thân dành cho mình. B, câu nghi vấn dùng để yêu cầu. C, câu trần thuật dùng để miêu tả. D, câu cầu khiến dùng để ra lệnh. À, như vậy thì các em sẽ làm bài bằng cách là các em viết trực tiếp vào cái giấy bài làm của mình, cái giấy tập đó, cái giấy đôi đó, các em xé ra các em làm và các em sẽ chụp Zalo và các em gửi trực tiếp cái địa chỉ Zalo của cô. À, không có gửi vào nhóm nha, nhớ không có gửi vào nhóm, gửi từng cá nhân, gửi riêng cho cô để cô sẽ chấm điểm. Các em gửi vào nhóm thì ai cũng thấy hết thì làm sao mà chấm được. Thì sau khi cô chấm xong thì cô sẽ phản hồi cái điểm này cho các em nha. À, như vậy thì trong tuần sau thì các em sẽ nộp bài cho cô, hoặc là trong tuần này sớm nhất nếu ai làm xong thì nộp nha. Thì cô sẽ lấy cái điểm chung của cái cô chịu cái trách nhiệm khối 8, cho nên tất cả các em khối 8 sẽ làm bài và nộp cho cô nha. Các em lưu ý. À, đối với cái bài mà mình mới vừa học ở trên đó, các em cần nắm chắc cho cô đặc điểm hình thức và chức năng của tất cả các kiểu câu mà đến thời điểm này mình đã học qua. Đó là câu
câu khiến, câu nghi vấn, câu trần thuật, câu cảm thán và câu phủ định. Là do không có thời gian cho nên cô không hướng dẫn các em làm bài tập. À, cho nên là các em chịu khó các em về các em làm các cái bài tập. Sách giáo khoa trang 44, 45, 46, 47, 53 và 54. Nha. Có thời gian thì cô sẽ chỉnh sửa cho các em nha. Rồi, tiếp theo các em chuẩn bị cho cô bài hịch tướng sĩ. À, đây là một cái thể hịch, mình sẽ được làm quen với cái thể văn này. Đây là cũng là một cái thể văn cổ ngày xưa. Đối với cái bài này thì các em đọc cho cô văn bản, tìm hiểu tác giả, tác phẩm. Về trong cái tác phẩm này các em tìm hiểu kỹ cho cô về cái hoàn cảnh ra đời của cái tác phẩm nha. Rồi đọc chú thích sách giáo khoa trang 58, 59 và 60. Và các em trả lời cho cô các cái câu hỏi sách giáo khoa trang 61 nha các em. Vì bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô mong rằng các em sẽ dành nhiều thời gian cho cái việc làm bài tập của mình. Và các em cố gắng các em hoàn thành bài kiểm tra 15 phút đi nộp cho cô. Cô chào các em và hẹn gặp các em trong tiết học sau.